BMW 5 Series bản facelift lộ diện với thiết kế hoàn toàn mới. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của BMW 5 Series vừa ra rỉ trên mạng xã hội. Mẫu sedan này sở hữu thiết kế hoàn toàn mới. Ra mắt từ năm 2016, BMW 5 Series thế hệ thứ bảy với bản nội bộ G30 bất ngờ lộ ảnh phiên bản facelift trên các trang mạng xã hội với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Với BMW, phiên bản mới được gọi là LCI. High Life Cycle Impulse, một thuật ngữ chỉ việc nâng cấp giữa dòng đời của các dòng xe, vốn đã được ra mắt từ 2016. Việc BMW 5 Series chuẩn bị ra mắt phiên bản LCI vào năm 2020 hoàn toàn hợp lý. Tương tự những thiết kế mới đây trên BMW 7 Series hay 3 Series, BMW 5 Series G30 phiên bản Faceless sở hữu những nét đặc trưng như lưới tản nhiệt hình quả thận được làm lớn hơn, bộ đèn pha LED được làm mỏng lại, giải đen ban ngày với vòng tròn corona được cách điệu hóa. Càng trước cũng được tinh chỉnh lại mạnh mẽ hơn so với mẫu xe tiền nhiệm. Hai bên thân xe vẫn được trang bị hốc thoát gió bánh trước. BMW 5 Series vẫn trung thành với thiết kế các đường dập nổi bên hông thân xe mạnh mẽ và ấn tượng, đồng thời giúp tăng khả năng khí động học của xe. Chắc chắn, hãng xe Đức cũng sẽ cung cấp thêm nhiều thiết kế mâm mới cho mẫu xe sedan cỡ trung 5 Series. Theo hình ảnh trò chỉ này, Phiên bản M Sport cũng được trang bị cổng sạc điện pv. Phần đuôi xe vẫn không có quá nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên khác biệt lớn nhất là thiết kế đèn hậu LED chữ L được cách điệu hơn. Cản sau của xe cũng được thiết kế thể thao hơn. Tương tự, BMW 5 Series vẫn được trang bị bộ ống xả kép hình, đa giác phong cách và mạnh mẽ. BMW 5 Series là mẫu xe sedan hạng sang đến từ hãng xe Bavaria. Xe được trang bị nhiều phiên bản động cơ, từ i4 1.6L, cho đến V8 4.4L. Các đối thủ hiện nay trong phân khúc của năm series có thể kể đến như Mercedes-Benz E-Class, Audi A6, Volvo S90, đặc biệt, đối thủ lớn nhất là E-Class vừa ra mắt phiên bản Facelift vào đầu tháng 3 với nhiều cải tiến về thiết kế, vận hành và tiện nghi mới.